Trả trước 500 triệu đồng, dọn ngay nhà về xây mới ở Lục Luân với căn nhà 30,3 m² thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Quý vị có thể trả trước 500 triệu tiền mặt, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn đúng theo hiện trạng. Còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất với những ngân hàng uy tín nhất, lãi suất thấp nhất. Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới lời chào trân trọng nhất tới quý khách hàng. Và trong video này, Ngọc Anh sẽ quay cho quý vị một căn nhà giá rẻ gần trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Với dãy dự án nhà này thì giá bán là 1 tỷ 495 triệu và quý vị trả trước 500 triệu. Đấy, quý vị cứ nghe không không nghe nhầm đâu. Tức là với cái phần trả trước như thế là quý vị đã có thể sở hữu cho mình ngôi nhà này rồi. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Mặt tiền của ngôi nhà 3,5 m. Thiết kế của ngôi nhà rất chi là hợp lý. Cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này thì nằm ở trong ngõ, cách với đường ô tô có đâu? Đây. Ba nhà. Kia là đường ô tô có thể đến tận cửa và đây là vị trí ngôi nhà. Với thiết kế hợp lý, cách với trục chính khoảng tầm 300 m, cách với lại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao khoảng tầm 700 m. Căn nhà hoàn thiện đầy đủ, bàn giao nhà luôn, sáng mua, chiều về ở. Tầng 1 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Kia là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp hoàn thiện đầy đủ, chỉn chu, căn nhà cũng mới hoàn thiện xong, vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp xong là Ngọc Ánh đến quay và review cho quý vị ngay lập tức. Với tầng 1 thiết kế rất là hợp lý rồi đấy ạ. Phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh riêng biệt, tủ bếp thiết kế hoàn toàn là tủ gỗ MDF chống cong vênh, mặt bếp ốp đá granite. Đó. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, rồi gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này màu trắng và gạch lát nền cũng vậy. Cho nên nếu như mà cảm nhận bước vào không gian nhà thì không ai nghĩ nó chỉ có 30 mét mọi người ạ. Mà phải nghĩ là nó rộng hơn thế nữa. Ngõ trước nhà thì được 2 mét, hai xe máy tránh nhau thoải mái. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh nho nhỏ sử dụng ở phần tầng 1 đây. Đầy đủ công năng sử dụng, bồn cầu, vòi xịt, máy bơm. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 trên tầng 3. Thiết kế cho quý vị toàn bộ là gỗ, rồi ngăn cách giữa phần cầu thang cửa chính là chủ nhà lắp đặt cho quý vị một vách CNC gỗ nữa. Đấy. Hướng nhà Đông Nam này, ngoài ra ở đây có hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam nữa quý vị nhé. Có 3 hướng để cho quý vị lựa chọn và căn nhà giá bán thấp nhất là 1 tỷ 495 triệu. Ngoài ra thì những cái căn ở bên ngoài giá cao hơn. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Ngoài đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà, với tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đấy. Tất cả các phòng đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Gạch lát nền màu trắng, kích thước gạch 60-60. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, phòng nào cũng cửa sổ đầy đủ. Phòng vệ sinh sử dụng phần tầng 2. Với vị trí ngôi nhà này gần với chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 Phụng Châu. Vị trí của nó là thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. Phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Chương Mỹ, đi làm bám theo cung đường, trục đường, quốc lộ 6 mở rộng. Đó. Đây là phần phòng ngủ ở phần bên trong. Cửa sổ thông thoáng, ánh sáng tự nhiên. Tất cả các phòng ngủ đều để đầu chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Đấy. Thiết kế nhỏ nhắn phù hợp công năng cho một hộ gia đình sử dụng và đặc biệt là giá bán rất là rẻ. Giá bán rẻ cho nên Ngọc Ánh chia sẻ luôn là quý vị có thể trả trước 500 triệu. Đó, là quý vị đã có thể sở hữu nhà và mỗi tháng, hàng tháng mà thay vì trả cái tiền đi thuê nhà thì trả tiền lãi cho ngân hàng nhưng mà bù lại nó là nhà của mình. Mời mọi người theo em lên tiếp theo tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Ở đây là một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một sân phơi. Đó. Căn nhà mà Ngọc Ánh đang quay thì nó là thuộc hướng Đông Nam và căn nhà đối diện thì nó thuộc hướng Tây Bắc mọi người nhé. Cho nên là quý vị hợp hướng nào thì mình có thể cân đối cái hướng đó. Đây là phòng vệ sinh để chờ phần tầng 3, bàn giao nhà theo như hiện trạng. Và
phần còn lại là sân phơi. Nói chung với một cái giá bán cả nhà và đất, đó, sổ sách chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế sang tên, hỗ trợ vay vốn ngân hàng là quý vị hoàn toàn yên tâm. Trong rất là nhiều video Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ với mọi người pháp lý tất cả căn nhà, Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% là pháp lý chuẩn, 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và những căn nhà Ngọc Ánh quay nếu như mà có lỗi về phong thủy đường đâm thì hoặc là lỗi gì đó thì Ngọc Ánh cũng sẽ chia sẻ luôn để quý vị có thể nắm bắt được, xem là nếu như quý vị không có kiêng về phần phong thủy thì quý vị đi xem. Còn giá bán mọi cái hướng là phần bình luận em sẽ để giá cụ thể nhất, mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhà tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình. Mọi người nhớ nhá, em chỉ dùng hai số, đúng hai số thôi, và mọi người liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn trước rồi đi xem nhà sau. Tư vấn và đi xem nhà hoàn toàn là miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.